Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát với tỷ lệ bao phủ vaccine trên 96%, Bộ Y tế vừa có văn bản thông báo chính thức về việc tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa. Theo đó, căn cứ tình hình khả năng đáp ứng dịch COVID-19 với quan điểm bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phòng chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, bảo đảm hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng chống dịch với các biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa, di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng, v.v. kể từ 0 giờ 0 phút ngày 30 tháng 4 năm 2022. Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều tra xử lý ổ dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả, theo đúng hướng dẫn đã ban hành, đặc biệt là luôn sẵn sàng tái khởi động ngay lập tức các biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ khi dịch có dấu hiệu phức tạp trở lại. Dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến hết sức căng thẳng và đáng báo động. Đây là cảnh báo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc họp báo định kỳ về tình hình dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói, đây đã là lần cảnh báo thứ 3 chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng của ngành y tế thành phố liên quan đến dịch sốt xuất huyết. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 29 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh có 5.247 ca mắc sốt xuất huyết, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 12,5%. Cho đến nay, toàn thành phố có tổng cộng 126 ca sốt xuất huyết nặng, trong khi đó, con số này của cả năm 2021 chỉ là 99 ca. Số ca tử vong tính đến thời điểm hiện tại là 4 ca, trong đó 3 trẻ em và 1 người lớn, hầu hết đều nhập viện trễ, trong khi cả năm 2021 chỉ có 7 ca tử vong. Trước kỳ nghỉ lễ, thậm chí trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống dịch ở các quận huyện, đồng thời tăng cường tập huấn cho các địa phương về các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn. Liên quan đến tình hình cướp giật diễn ra phức tạp trên địa bàn thời gian qua, khiến một số nạn nhân tử vong, đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát tình hình. Một trong số đó là triển khai đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm thường xuyên bổ sung, điều chỉnh tuyến, địa bàn trọng điểm, triển khai tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện các băng nhóm tội phạm, chuyên nghiệp, và các đường dây tiêu thụ buôn bán tài sản do phạm tội mà có để điều tra xử lý. Đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân khi không may bị cướp giật cần hết sức bình tĩnh, phải đặt tính mạng, sự an toàn lên hàng đầu. Có thể truy đuổi nhưng chỉ với mục đích nhận dạng thêm đặc điểm của các đối tượng và truy hô để người dân cùng hỗ trợ. Thưa quý vị, những ngày gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận liên tục tiếp nhận bệnh nhân nhập viện do bị rắn độc cắn. Nguyên nhân là do những ngày qua trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có mưa, nước ngập hang nên rắn bò ra ngoài. Người dân thiếu chú ý nên bị rắn độc cắn. Bị rắn hổ mèo cắn khi đang làm vườn, anh Lê Văn Tiến ở thôn Láng Ngựa, xã Nhân Sơn, huyện Ninh Sơn được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng tay chân, tê nhức, suy hô hấp. Anh Tiến được các bác sĩ bệnh viện khám xét nghiệm, phối hợp thẩm tách siêu lọc máu, lấy chất độc kịp thời. Sau một ngày nhập viện, sức khỏe anh đã ổn định. Lúc đầu thì không biết rắn gì mà nghe người lớn rồi mấy bạn lúc mà em đập chết thì nói là rắn hổ mèo. Lúc đầu thì nó cũng hơi tê tê, may là em chạy xuống bệnh viện kịp thời, bác sĩ được bác sĩ chăm sóc rồi sau quá trình lọc máu thấy cơ thể cũng đỡ hơn. Trong tuần qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 8 bệnh nhân bị rắn độc cắn. Các bệnh nhân khi nhập viện được các bác sĩ xét nghiệm sàng lọc loại độc tố để có phương pháp điều trị kịp thời. Đến nay, có 2 bệnh nhân đã xuất viện, 6 bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định. Chỉ còn theo dõi vết cắn để tránh hoại tử cơ về sau. Lúc mà trời mà chỉ mưa rồi đó, thì con rắn hay ra đi, nó đi tìm mồi nó ăn. Nhất là chàng chạy dạng chiều tới, nó đi tìm chung vô những lá ủ, để bắt chuột, bắt đồ đó. Thì mình vô tình mình đi mình gặp nó, mình đạp trúng nó thì nó sẽ phản xạ tự nhiên nó cắn mình rồi. Sau khi cắn thì chú xử lý là chú làm taro, rồi chú xử lý đắp lá cây đồ đàng hoàng, chú mới chạy lên viện. Khi mà bị rắn cắn thì đa số là bệnh nhân là garo, nhưng mà nếu mà garo thời gian ngắn thì nó không ảnh hưởng tới cái tình trạng thiếu máu nuôi của chi, mà chúng ta chỉ nên băng ép thôi. Tại vì cái chất độc nó truyền theo đường huyết thanh, cho nên chúng ta băng ép là đã có thể là ngăn chặn cái chất độc nó về tim rồi.
Cái thứ hai nữa, chúng ta phải nhanh chóng đến trạm y tế để có thể cấp cứu gần nhất. Rồi sau đó ở cái tuyến cơ sở thì nên chuyển đến một cái trung tâm như bệnh viện tỉnh để có thể điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Theo các chuyên gia y tế, rắn độc cắn xảy ra nhiều trong mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm. Ở Ninh Thuận, loại rắn độc chủ yếu là rắn hổ mèo, rắn lục nưa, còn gọi là rắn chàm vạp, và rắn lục đuôi đỏ, thường sinh sống ở vùng núi, nương rẫy. Bị rắn độc cắn nguy hiểm đến tính mạng và tổn hại sức khỏe về lâu dài nếu không điều trị kịp thời. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên phát quang bụi rậm, hạn chế đi lại vào ban đêm ở những vùng đồi núi, nơi ẩm thấp, nhất là thời điểm sau khi mưa. Chiều nay tại Hà Nội, hệ thống y tế Vinmec và Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc đã ký kết hợp tác thành lập Trung tâm Khám sức khỏe tổng quát cao cấp dưới sự chứng kiến của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu một hướng đi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, đó là dự phòng hơn chữa bệnh. Theo đó, hệ thống y học dự phòng cần phải được đẩy mạnh. Hợp tác được ký kết giữa hai bên có thời hạn 5 năm với mục tiêu thành lập và vận hành Trung tâm Khám sức khỏe tổng quát cao cấp tiêu chuẩn Hàn Quốc tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Than City. Đây là mô hình đánh giá sức khỏe toàn diện và chuyên sâu với hệ thống máy móc hiện đại, thiết bị y tế kỹ thuật cao và các chuyên gia đầu ngành nhằm mục đích sàng lọc sớm nguy cơ gây các bệnh lý như ung thư, tim mạch, tiểu đường, đột quỵ và các bệnh lý ở người cao tuổi. Từ đó xây dựng các chương trình quản lý sức khỏe được cá thể hóa cho từng người dân. Trong khuôn khổ hợp tác, phía Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul sẽ đưa các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực của mình, đặc biệt là y học dự phòng sang hệ thống y tế Vinmec để hỗ trợ đào tạo và chuyển giao công nghệ cho đội ngũ y bác sĩ của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý người bệnh một cách chuyên sâu. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tung hàng loạt ưu đãi giảm giá từ 10 đến 50% cho các tour tuyến, điểm đến, lưu trú, ẩm thực tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tới đây. Sự kiện kéo dài 4 ngày từ 14 đến ngày 17 tháng 5 được kỳ vọng sẽ tạo luồng không khí mới kích cầu du lịch hè 2022. Là một trong những sự kiện du lịch lớn nhất cả nước, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thu hút hơn 100 đơn vị tham gia đến từ 50 tỉnh thành phố để quảng bá, giới thiệu chương trình kích cầu du lịch từng địa phương, góp phần thúc đẩy liên kết phát triển du lịch nội địa trong năm 2022. Với chủ đề sống động từng trải nghiệm, Ngày hội Du lịch là sự kiện gắn với thông điệp Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn nhằm quảng bá hình ảnh điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn, an toàn sau đại dịch. Nhiều tour du lịch mới tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng được giới thiệu tới du khách dịp này, như tour ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng, ngắm thành phố trên dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, chèo thuyền SUP lướt sông Sài Gòn, tour du thuyền cao cấp, vân vân. Du khách còn có cơ hội được thưởng thức biểu diễn âm nhạc trên xe buýt 2 tầng, di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi và cá ngừ đại dương Phú Yên.